minh vương vắng mặt trận đấu với đội tuyển malaysia tiền vệ trẻ lê văn xuân thay thế cho vị trí của trần minh vương trong trận đấu với đội tuyển malaysia tối nay theo đó so với danh sách ở trận ra quân gặp đội tuyển dt lào đội tuyển việt nam chỉ có một sự thay đổi về nhân sự đó là sự góp mặt của tiền vệ trẻ lê văn xuân thay thế cho vị trí của trần minh vương chiều nay huấn luyện viên bắc hang seo và các học trò có cuộc họp đấu pháp cho trận đấu phân chia nhiệm vụ cho các vị trí trong đội hình xuất phát Tại trận đấu này, đội tuyển Việt Nam sẽ ra sân trong trang phục màu đỏ truyền thống. Với cục diện hiện tại ở bảng B, đội tuyển Việt Nam cần giành chiến thắng để giữ thế chủ động trong cuộc đua vào bán kết. Tại vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra hồi tháng 6 năm 2021 tại UAE, Malaysia gục ngã cả hai lượt trận trước thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia sẽ diễn ra vào 19h30 phút tối nay trên sân vận động Busan, Singapore. Phát biểu trước trận đấu, Huấn luyện viên Tang Chen Hue của đội tuyển Malaysia nói, đội tuyển Việt Nam đã tiến tới đẳng cấp cao hơn. Bằng chứng là họ đã góp mặt ở vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Chúng tôi đã gặp Việt Nam 3 lần ở AFF Cup 2018 và đều không có kết quả tốt, hòa 1, thua 2. Nhưng hiện tại, đội tuyển Malaysia có khả năng để khiến DT Việt Nam bất ngờ. Điều quan trọng nhất là cả đội tin vào một chiến thắng. Nói về đối thủ Việt Nam, huấn luyện viên Tang nói, chúng tôi gặp nhiều khó khăn trong việc chọc thủng lưới đội tuyển việt nam hàng thủ của họ mỗi khi gặp malaysia đều rất quyết tâm chúng tôi có lẽ chỉ trông chờ vào những khoảnh khắc bất ngờ để ghi được bàn thắng